Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã ghé thăm qua gian bếp của nhà mình nha. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện bữa ăn cho gia đình của chúng ta, nhưng vẫn đảm bảo cho việc ăn kiêng, keto, low carb hay là DASH nha các bạn. Món ăn hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện đó là món gỏi cóc. Đây là bữa ăn của gia đình mình. Hôm nay mình sẽ ăn gỏi cóc kèm với mực một nắng nướng sa tế. Đây là loại mực tươi mình mua bên đây, bên Mỹ, và mình sấy khoảng từ 4 đến 5 tiếng. Những cái đó là những cái hình nguyên liệu riêng. Đây là nguyên liệu để làm gỏi cóc của chúng ta. Chúng ta có thể sử dụng từ 700g đến 1kg cóc non nha các bạn. Một nắm rau răm, 1/2 trái chanh. g tôm khô chúng ta ngâm cho mềm nha các bạn. Khoảng 2 muỗng canh đậu phộng rang. Hai muỗng canh hành phi. Một muỗng canh tỏi bằm và một muỗng cà phê ớt bằm. Hôm nay chúng ta sử dụng đường la hán quả, chúng ta có thể thay thế bằng những loại đường ăn kiêng khác nha các bạn. Đây, chúng ta bắt đầu sơ chế nguyên liệu của chúng ta nha các bạn. Để cho cốc được giòn thì mình dùng một ít nước đá lạnh. Khi mà mình gọt vỏ cho vỏ cốc thì mình ngâm vào trong cái tô nước lạnh như thế này nè các bạn. Và cóc sau khi gọt vỏ và ngâm vào nước đá lạnh thì chúng ta rửa sơ lại một lần nữa và chúng ta bắt đầu bào cóc ra thành những lát mỏng như thế này nha các bạn. Và chúng ta sử dụng một cái chảo nhỏ để chúng ta cháy tôm khô đó nha các bạn. Chúng ta cho một ít dầu vào trong chảo và chúng ta cho một ít tỏi phi cho thơm.
khi tỏi ra bắt đầu có mùi thơm thì chúng ta cho tôm khô vào, chúng ta gọi là chúng ta cháy tôm khô, cho tôm khô thơm đó các bạn. Lưu ý các bạn nhé, chúng ta có thể thay tôm khô bằng tôm tươi hoặc thịt ba rọi. Ở đây nhà mình làm giản tiện thôi, mình chỉ còn một ít tôm khô và mình sẽ làm gỏi cốc với tôm khô. Và chúng ta cháy tôm khô cho tôm khô được săn và thơm hơn các bạn. Rồi chúng ta tắt bếp và chúng ta cho tôm khô ra chén. Rồi chúng ta chuẩn bị pha nước mắm để trộn gỏi nha các bạn. Ở đây mình cho khoảng 2 muỗng canh đường lai hán quả, 2 muỗng canh nước mắm. Cho 1/2 trái chanh, nước trái chanh vô. Nếu các bạn muốn chua hơn thì chúng ta có thể cho nước nguyên trái luôn cũng được. Ở đây thì mình chỉ thích độ chua vừa thì mình cho 1/2 trái chanh. Và chúng ta bắt đầu trộn gỏi nha các bạn. Chúng ta sẽ cho tôm khô vào trong tô đựng cốc mà chúng ta đã vào. Chúng ta cho rau răm cắt nhuyễn, chúng ta chừa lại một ít lá còn lại để trang trí. Chúng ta cho hành khô, chúng ta cho phân nửa đậu phộng. Chúng ta cho nước mắm vào. Chúng ta bắt đầu trộn. Trong giai đoạn này chúng ta có thể nêm nếm lại cái vị để cho hợp với khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Thế là chúng ta đã trộn gỏi cốc đã xong rồi đó các bạn. Và bây giờ chúng ta cho ra dĩa nè. Chúng ta cho một ít lá rau răm. Một ít hành phi.
và một ít đậu phộng. Thế là chúng ta đã thực hiện xong món gỏi cốc rồi các bạn ạ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn ơi, nếu các bạn thực sự thích những món ăn của bếp nhà mình, xin vui lòng nhấn đăng ký để nhận được những món ăn mới nha các bạn. Tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong những món ăn kế tiếp nha.